Hello, Nô lại quay trở lại với các bạn đây. Hôm nay thì Nô sẽ xây dựng căn nhà blacksmith cùng các bạn nhé. Chúng ta cùng tiến hành nào. Đang mua vàng để xây. Lâu quá, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ồ, vẫn chưa mua được. Nhanh lên nào. Có rồi, có rồi, chúng ta cùng xây nào. Lâu quá, mạng rớt kinh quá. Nào xây nào xây nào. Ôi trời, nó lại bách ra đây. Chạy tới đây thôi. Nào. Xây. Xây Blackwood nhá. Quay ra đây đi. Đó. Ok, chúng ta cũng xây nè. Rất là nhanh phải không? Nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào. Đóng nhanh tay nhanh tay nhanh tay. Ok. Là những chiếc cột. Nào cùng bay cùng nô nào. Bay nào. Bay lên rồi. Nào xây tiếp nào. Ôi bay quá. Bay cao quá. Rồi. Xuống đây. Nói chung là bay là khó xây dựng lắm. Nên là nô không bay nữa. Bay chỉ để ngắm thôi. Đóng nút cái tường này nè.
Để xuống xây cho nó dễ. Đây là kiểu dạng lò sưởi rồi. Chạy ra ngoài xây nốt. Bay lên nào. Rồi đá xuống đây. Xây nốt cái mái. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sắp hoàn thiện rồi. Các bạn có thấy nó đẹp không? Cho cảm nghĩ cái. Nào, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Xong cái mái. Ok, xong cái mái. Xuống dưới, xuống dưới. Còn một viên bên ngoài nữa. Ồ, hàng cột bên ngoài. Bay đây nào. Rồi ok, xuống. Xong rồi. Blacksmith đã hoàn thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những căn nhà tiếp theo. Bye bye.